Chào mừng các em đến với khóa học lập trình hướng đối tượng với C#. Hôm nay chúng ta vào bài đầu tiên. Thì cái khóa học chúng ta thì có tất cả là 10 bài. Thì bài giảng anh đã up lên trang website này. Các em vào trang anh IT này, vào phần bài giảng. Thì em sẽ thấy cái bài giảng liên quan đến lập trình hướng đối tượng với C#. C# hay gọi là C# nhá. Đấy, C#. Thì các em sẽ lên đây, chúng ta sẽ có 10 bài giảng. Đấy nha, 10 bài giảng anh sẽ vừa có bài giảng và vừa có video và hướng dẫn các em trực tiếp qua Meet. Bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài 1 là chúng ta đi cài đặt cái công cụ Visual Studio và chúng ta đi tạo một cái chương trình Hello World giống như cái bài đầu tiên mà chúng ta học ở C cộng cộng vậy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi cài đặt cái công cụ Visual Studio này. Anh sẽ hướng dẫn các em tải tải về trước, và trong quá trình tải thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là cái C# này thì nó có những cái gì. Đây, chúng ta vào phần bài 1 này. Thì ở đây nó anh đã để sẵn cái link rồi. Thì với cái chương khóa học này thì anh sẽ dạy trên bản 2019, thì hiện tại nó cũng đã lên bản 2022 rồi. Tuy nhiên thì bản mới quá thì anh cũng không hướng dẫn, anh hướng dẫn bản 2019, thì bản này khá là thông dụng và cũng mới ra mắt 1-2 năm thôi nên mọi người vẫn đang dùng rất là nhiều. Thì các em truy cập vào bài giảng này, các em sẽ thấy một cái đường link. Đây, các em sẽ nhìn thấy đường link này và các em sẽ nhấn vào đây. Đấy, thì ở đây nó có bản 22. Thì cái ngôn ngữ ở đây nó đang mặc định là tiếng tiếng Pháp nhá, tiếng Pháp, nên là nó sẽ không hiển thị được. Ở đây anh sẽ chuyển sang tiếng Anh hoặc là một tiếng gì khác. Đây nó là tiếng Pháp rồi nhá, đây là tiếng Pháp. Thì các em có thể là chuyển sang tiếng tiếng Anh đi. Được chưa? Chuyển sang tiếng Anh hoặc là để nguyên được. Chuyển sang tiếng Việt nhá. Chuyển sang tiếng Việt. Không biết nó có chuyển được không ấy. Dịch sang tiếng Việt này. Đây nó ra chuyển sang tiếng Việt rồi. Thì các em sẽ kéo xuống, các em tìm cho anh cái bản 2019. Đây, ví dụ 2019 đây. Ở tiếng Anh thì nó dễ đọc hơn đúng không? Tiếng Pháp thì khó đọc lắm. Chúng ta vào bản Visual 2019 này. Các em kích vào nó thì nó sẽ sổ ra cho các em những cái lựa chọn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bản là cộng đồng. Đấy nhá, bản anh sẽ dịch lại tiếng Anh nhá. Tại vì có tiếng Anh nó sẽ có cái từ nó cũng khá là hay. Tiếng Pháp thì nó cũng tương tự đấy nhá. Đấy, Community, được chưa? Bản này bản cho học tập đấy. Thì nó có nút bên này là nút download. Đây, nó có nút tải xuống đúng không? Download này. Em ấn vào đây thôi. Chỉ cần ấn vào đấy thôi thì nó đợi một lúc nhé, đợi một lúc nó sẽ cho chúng ta cái file tải xuống. Đấy nha, nó cho ta file tải xuống này. Thì các em lưu bất kỳ đâu cũng được. Lưu bất kỳ đâu cũng được, cái file này cũng không cần thiết lắm, lúc nào chúng ta mất chúng ta lại lên cái trang này tải cũng được. Thì chúng ta để luôn trong download đi. Anh để luôn trong download. Đấy nha. Sau chúng ta nhấn ấn save thôi đúng không? Để lưu lại. Nhấn save và lưu lại thôi. Thì anh ở đây anh đã đào sẵn rồi. Đây, anh đã đào sẵn một cái đây rồi. Thì chúng ta ấn save thì chúng ta sẽ có một cái file một này nhá. Đấy nha, chúng ta khi tải xuống xong này. Đây, nó sẽ có cái file. Đây là file anh tải trước, file anh tải lần hai này. Thì các em chỉ cần chạy cái file này thôi. Em kích đúp vào nó. Đấy, để và nó sẽ khởi chạy một cái chương trình là installer đúng không ạ, để cho nó bắt đầu cài đặt. Thì các em nhấn yes được chưa. Thì bây giờ các em sẽ thấy là nó cho một cái màn hình ra, thì mình chỉ cứ nhấn continue được chưa, cứ nhấn continue là nó sẽ đi download những cái gì nó cần thiết đã. Quá trình này nó sẽ đi download cho chúng ta một cái tool để cài đặt, tải và cài đặt cái Visual này, thấy chưa? Đấy. Khi mà cái tool đấy tải về mà cài xong thì nó sẽ ra được một cái vị trí là installer này. Ở đây thì anh đã cài sẵn rồi 2019 đây. Còn nếu mà các em chưa có mới các em mới tải xuống mà nó chưa có gì đúng không? Thì các em sẽ thấy một cái giao diện như thế này.
Đấy, các em sẽ thấy một cái giao diện như này. Và ở đây nó sẽ cho chúng ta tích chọn là chúng ta sẽ cài cái gì lên cái Visual này. Ví dụ như anh cài đây, anh cài .NET này. Đấy chưa? Có nghĩa là chúng ta cài những cái bộ framework dành cho website .NET. Đấy, có gì Python này, có thể code Python này, code Node.js này, code Windows Form này, code C++ này. Đấy, code rất nhiều thứ ở trên này. Có thể code cả mobile nữa, Unity game này. Đây có game này này. Code bằng C thăng, có C++ nhá, thì nó đều hỗ trợ cả. Đây là cái tool rất là mạnh. Đấy, thì trong khuôn khổ chúng ta khóa học này chúng ta sẽ code C thăng. Thì các em có thể là chọn .NET Windows. Đây. Là .NET Desktop này. Desktop này cũng được. Hoặc là .NET ASP. Đấy nhá, ASP.NET. Thì sau này chúng ta sẽ học về website .NET. Đấy nhá, ASP.NET thì chúng ta sẽ chọn luôn phần này. Là chọn anh cái ASP.NET này. Các em cứ tích vào đây thôi. Tích đây. Thì ở bên này nó sẽ có những cái lựa chọn là chúng ta sẽ cài cái gì cho cái bản .NET này. Đấy chưa? Thì các em cứ để mặc định thôi. Nha, tích ở đây này, để mặc định. Để mặc định. Thì các em sẽ thấy là nó sẽ tích sẵn cho chúng ta những cái mà cần thiết để có thể là chạy được một cái chương trình bằng C thăng và làm được website ASP.NET. Sau đó các em mới nhấn intro này nhá, intro này nhá, để cài thôi. Và chúng ta sẽ đợi nó. Đây. Đấy chưa? Vừa cài, đây nhá, đây vừa cài đặt, vừa tải vừa cài đặt. Ở bên dưới đây chúng ta sẽ là download xong thì chúng ta mới cài đặt, thì cũng em các em muốn cứ chọn luôn cái download đi như này, xong cài đặt luôn, đấy chưa? Vừa tải vừa cài đặt. Thì anh ở đây anh đã cài rồi nên nó sẽ không có nút tải cài đặt đây, và các em có nếu chưa cài nó sẽ có nút cài đặt đây, và các em phải tự cài thôi. Đấy chưa? Nhấn đây và đợi nó cài xong là được. Sau khi cài xong chúng ta tắt này đi. Cái đây nó chỉ là một cái công cụ để cài đặt thôi. Sau khi cài xong các em sẽ nhìn thấy cái Visual Studio 2019 ở góc màn hình này. Ở đây. Thì chúng ta sẽ khởi chạy nó. Với Visual Studio này thì các em yêu cầu cái máy tính cũng phải có một cấu hình cũng phải tương đối. Trung bình là RAM 8. RAM 8 và một cái ổ cứng thì các em nên dùng SSD. Và một cái chip vi xử lý từ Core i5 trở lên. Thì nó sẽ chạy mượt mà hơn. Những cái máy mà có RAM 4 chẳng hạn thì chạy rất là nặng. Và hầu như là rất là giật. Đấy, sau khi mà mình chạy cái trạng lần đầu tiên thì nó sẽ cho chúng ta một cái màn hình này và nó sẽ yêu cầu chúng ta phải đi tạo một tài khoản để đăng nhập vào cái Visual này. Đấy chưa? Thì các em có thể là tạo tài khoản hoặc là sử dụng trong một tháng đầu tiên mà chúng ta không cần cái tạo tài khoản đó. Đấy, thì lần được trong một tháng thì nó sẽ không yêu cầu các em dùng tài khoản. Đấy chưa? Còn nếu mà sau một tháng các em chưa có tài khoản thì nó bắt buộc nó đóng chương trình và nó không chạy nữa. Đấy, thì các em có thể là có rồi các em có thể sign in đấy nhá, có thì có thể sign in này. Còn nếu mà chưa có chúng ta có thể là đăng ký một cái, đây đăng ký. Đấy nhá, anh chạy lại này, chạy lại. Cái phần mà đăng ký tài khoản ấy thì các em cứ đăng ký bình thường thôi, được chưa? Nó là đăng ký bằng số điện thoại cũng được. Này có thể create one này. Thì các em có thể sử dụng số điện thoại. Đây. Đúng không? Số điện thoại các em có thể sử dụng email, số điện thoại thì em thể đều có thể đăng ký được. Anh hiện tại anh đang dùng theo email. Dùng số điện thoại cũng được nhé, các em cứ làm theo những hướng dẫn ở đây. Thì ở đây phần này thì anh cũng không hướng dẫn, tại vì cũng rất là dễ thôi. Chúng ta tập trung vào những cái gì quan trọng đã. Thì lần đầu tiên chạy thì anh tạm thời anh sẽ không đăng nhập nhé. Chúng ta vẫn chạy được mà. Not down này. Thì đến cửa sổ tiếp theo là chúng ta sẽ đi lựa chọn cái gọi theme đúng không nhỉ? Cái theme này. Có nghĩa là cái giao diện tùy biến, tùy thích cho chúng ta. Ví dụ anh muốn màn hình nó màu trắng chẳng hạn, sáng chẳng hạn thì chúng ta dùng dạng blue này hoặc là dùng light,
blue nó hơi xanh xanh, thấy chưa? Extra blue này nó sẽ đậm hơn một chút, nó có nghĩa là độ tương phản nó cao một chút. Còn dark này nó đen xì luôn, thấy chưa? Thì anh hay code dạng blue nên anh cũng chọn blue luôn nha. Dạng này thì chúng ta thấy là nó sẽ rõ ràng hơn. Thôi chúng ta nhấn start thôi. Cái quá trình này nó rất là nhanh thôi, nó một lúc thôi. Đây là cái máy anh nó đang chạy rất là nhiều chương trình nên nó cũng khá là chậm. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái máy mà bây giờ chip H i5 đời 6H trở lên thôi là nó đã chạy rất là nhanh rồi. i5 6H này bây giờ nó thì có i7 hoặc i9. i7 thì nhiều, i7 bây giờ rất là phổ biến. i7 đời 9H cũng rất là tốt. Đây, thế là anh chạy xong rồi chưa? Đấy, bây giờ anh mở lên cái chương trình này rồi. Đấy, thế là chúng ta đã học qua được một bước đầu tiên là chúng ta cài đặt được cái phần mềm này. Đấy, sau khi có phần mềm rồi chúng ta sẽ đi thực hiện là đi viết chương trình liên quan đến C#. Hiện tại trên bài giảng của anh cũng có đầy đủ các bước rồi, các em cứ làm theo các bước của anh hướng dẫn cũng được. Đấy, đầy đủ các bước rồi thì em cứ làm theo đấy trên bài giảng hoặc là xem video nha. Đây có hướng dẫn cả đăng ký và cài đặt đây. Đấy, bây giờ anh sẽ đi tạo một cái chương trình mới, đấy chưa? Một cái project mới. Thì với C# thì nó sẽ gọi là project, đấy chưa? Là một dự án. Đấy. Tất cả nó đều gọi là một dự án hết. Khi mà trước thì chúng ta lập trình C cộng thì nó từng file một đúng không nhỉ? Từng file một thôi. Nhưng mà với C# thì thường nó sẽ là một tập hợp các file thì người ta sẽ gọi nó là một project. Đấy, có một dự án và trong cái dự án đấy thì có rất nhiều file. Thì anh sẽ đi tạo một cái project mới. Thì ở đây nó sẽ cho liệt kê cho chúng ta những cái framework để chúng ta có thể là lựa chọn để có thể là cài đặt và tạo ra project theo đúng cái mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như là một cái chương trình console application, có nghĩa là chương trình chạy theo dạng dòng lệnh viết bằng C#.net. Đấy chưa? Thì nó sẽ tương tự như cái phần C++. Thì nó cũng chạy theo dạng dòng lệnh như vậy, cũng màn hình đen đúng không? Màn hình đen. Hoặc là chúng ta có thể viết bằng Visual Basic thì ở đây bây giờ người ta rất ít viết rồi. Một cái website .net.com chúng ta có thể dùng cái này. Viết thư viện bằng C#. Chúng ta có class library thư viện. Viết thư viện nha. Còn đâu nữa? Còn rất nhiều cái. Đây nó còn web API này, các em chắc cũng nghe qua rồi đúng không? .net.com này. Angular với .NET này. Rất nhiều cái, thấy chưa? Đây, rất nhiều cái. Đây, có cái window form mà chúng ta thấy cũng hay được nhắc đến này. Anh cũng hay nhắc đến cái phần này nè. Còn rất nhiều cái chúng ta sẽ tìm hiểu dần nha. Thì cái khóa học này chúng ta sẽ sử dụng là console app. Console app sử dụng cho .NET. Thì nó là một, cũng là một cái chương trình, thấy chưa? Dạng theo kiểu màn hình đen, anh hay gọi là màn hình đen, nó giống như C++ ấy, thấy chưa? Thì chúng ta sẽ chọn cái này, console app, các em nhớ nhá, chúng ta chọn console app, viết bằng .NET. Cái bên trên nó cũng tương tự nhá, có một cái như là console application này, thì nó là một chương trình liên quan tương tự, thấy nhá. Nhưng mà chạy trên .NET, còn cái dưới là chúng ta chạy trên framework, thấy nhá, .NET framework. Đây, chúng ta sẽ chọn này này, kích đúp nó này, ấn cho chúng ta đặt cái tên project. Giờ cái này các em đặt tên thì vẫn theo quy tắc là đặt tên viết liền, thấy chưa? Viết liền, ví dụ là bài 1 hoặc là bài 1 này, hello world, bạch dưới cũng được nhá, hello world.
Anh viết tin ngắn ngắn để chúng ta cùng dịch diễn nhé. Bài 1 hello. Được chưa? Chúng ta chọn cái thư mục này. Thư mục này, các em chọn đâu cũng được. Vì anh cho cái thư mục document chẳng hạn. Hoặc cái chỗ khác đi, anh cho vào ổ. Ở đây này, cho vào phần giảng dạy này, anh sẽ cho một cái thư mục cho đây. Được chưa? Anh chọn thư mục này. Thì ở đây nó sẽ có tên của project này là một này. Đấy chưa? Hai là điện cái thư mục mà chúng ta lưu trữ cái project này. Ba là cái solution name thì anh sẽ hướng dẫn sau. Tí nữa anh sẽ hướng dẫn. Framework của chúng ta sẽ chọn là cái bản nào cũng được, các em chọn bản 4.5 được, 4.7.2 được. Đấy chưa? Thì anh cứ chọn cái 7.2 nhá, cho mới nha. Cái solution name này các em cứ để nguyên cái tên giống cái project nha. Rồi chúng ta ấn create này. Chúng ta đợi một lúc để cho nó tạo ra cái project cho chúng ta. Yeah, chúng ta đã có project. Đây là cửa sổ làm việc của cái Visual Studio. Chúng ta sẽ đi làm quen với cái cửa sổ này. Cửa sổ đầu tiên là cái cửa sổ mà chúng ta viết lệnh, thấy chưa? Viết lệnh. Đây là cửa sổ viết lệnh. Đây là, chúng ta phải tắt đi này. Đấy, nó gồm rất là nhiều tab. Đấy, rất nhiều tab này. Khi mà chúng ta kích vào một cái file nào đấy thì nó sẽ là cửa sổ viết lệnh. Ví dụ anh kích vào cái program này thì bên này nó chính là cái cửa sổ viết lệnh của cái file program đấy. Thấy chưa? Ở đây nó sẽ có những cái nút tích ở đây. Thì nó sẽ ghim ở góc bên này. Thấy chưa? Nó ghim ở góc bên này. Thì chúng ta có thể là ghim ở đây. Hoặc không ghim cũng được. Cửa sổ thứ hai quan trọng là Solution Explorer. Thì đây nó chính là cái cửa sổ mà chúng ta theo dõi được những cái file, cái solution và project của chúng ta. Thì các em sẽ để ý này, nó sẽ bắt đầu bằng solution. Trong solution của chúng ta thì có rất nhiều project, thì đây nó mới có một cái thôi. Đấy chưa? Thì các em có thể là add thêm project. Đây nó có thể add thêm một cái project này. Đấy chưa? New project hoặc là một cái project existing là đã tồn tại hoặc project mới. Đấy thì chúng ta cũng thể thấy là chúng ta sẽ có cái thư mục nó theo cái định dạng này. Xin thăng bài 1. Mà chúng ta sẽ làm bài là đã đặt tên nó là hello. Được chưa? Một, chúng ta sẽ vào phần là cấu trúc. Thư mục. Thư mục. Đầu tiên nhá, một thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái solution. Đấy, solution. Solution là một cái dự án. Một cái tên ra. Chúng ta có thể dịch cái từ này ra nhé. Dịch cái từ solution này này. Này, solution. Từ dung dịch có vẻ không đúng lắm đúng không? Nó là một cái vùng để chứa. Đấy nhá, vùng để chứa. Anh có thể vào trực tiếp với Google dịch xem nào. Đại số solution. Đấy, chúng ta có thể hiểu nó là một cái vùng để chứa, đấy chưa? Vùng để chứa.
là một cái cách giải quyết. Thì ở đây anh hay sử dụng cái gọi là vùng để chứa, chính là cái phần solution này. Thì nó sẽ chứa tất cả những cái gì liên quan đến project của chúng ta. Thì chúng ta nằm bên trong cái solution này, chúng ta sẽ có là project. Project 1, project 2. Giờ chúng ta xem này. Đây là một project này. Đấy chưa? Thì anh có thể thêm một project khác. Project. Đấy chưa? Chúng ta thể new một project này. Chúng ta lại quay lại cái màn hình và chúng ta đi tìm cái loại project chúng ta cần tạo này. Anh chọn app. Thì nó ra cái phần con số app này. Anh chọn cái thứ hai này. Đấy, anh có thể là đây là bài. Đây là thư viện chẳng hạn, thư viện toán nhỉ, anh đặt tên như vậy, create. Các em sẽ nhìn thấy là nó sẽ thêm một cái project đây, thì trong những cái project trong một solution thì nó sẽ quy định là có một cái là chạy, có một cái để chạy. Các em nhìn thấy một cái bôi đen đấy, chữ đậm này, nó sẽ có một cái chữ đậm ở đây. Thì đây là chính là cái project mà chúng ta sẽ là project chạy đầu tiên. Đấy chưa? Còn nếu mà các em muốn cái bên dưới này là cái chạy đầu tiên thì các em có thể là phải chuột và chọn đây, set as startup project. Đấy, thì nó lại bôi đen cho thằng bên dưới. Và bây giờ cái project bên dưới của chúng ta lại là cái project chạy đầu tiên. Đấy chưa? Đây, anh có thể là chuyển lại cái đầu tiên nha. Và chúng ta có thể code trên hai project đồng thời cùng một lúc và có thể sử dụng chéo nhau. Đấy chưa? Chúng ta có thể sử dụng đoạn code của thư viện bên này, của project bên này cho cái project ở bên kia đều được. Đấy chưa? Chúng ta có thể sử dụng dùng lại rất là nhiều, dùng chéo nhau. Thì cái phần mà sử dụng chéo nhau đấy thì chúng ta sẽ học sau. Thì anh hôm nay anh đã tập trung vào một cái project đã. Thì trong project nó có những gì? Đây nha, trong project nha. Đây, trong một project này thì nó sẽ có những cái gì? Đây, đầu tiên là sẽ có các file. File config. File config này là file hệ thống nó sẽ tạo ra cho chúng ta, và chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng nó khi mà chúng ta cần config thôi, đấy chưa? Cái thứ hai là file code. File code là những cái file mà chúng ta sẽ viết code lên cho nó, đấy chưa? Có thể là có tiếp theo là có thư mục. Thư mục là chúng ta có thể là chứa nhiều cái đoạn gọi là file code tiếp. Đấy nha, bài phút tiếp. Đấy, thì chúng ta có thể tạo rất là nhiều thư mục trong cái project này. Đấy nha, tạo ra nhiều thư mục. Trong mỗi thư mục chúng ta có thể là tạo ra nhiều file code. Đây, anh sẽ tạo thử cho các em nhé. Ví dụ bài 1 này. Bây giờ anh sẽ thêm một cái thư mục ở đây. À này, các em muốn thêm cái gì các em sẽ chọn vào cái add này nha. Phải chuột vào project này, chọn add. Các em có thể thêm cái gì bất cứ bên này, thêm một file hoặc là thêm một folder. Anh thêm một file này, một folder này. Bây giờ anh muốn folder này gọi là folder toán học đi. Đấy, thấy chưa? Thì trong toán học này các em có thể tạo ra những cái file khác. Đấy, add này. Đây các em có thể chọn một file, đặt tên nó ví dụ như là tính lượng cơ bản này, toán cơ bản này. Đấy, chúng ta có thể một folder này, thì trong đấy anh có thể là viết file. Đấy ra viết file bình thường.
Và mỗi cái project của chúng ta cũng có một cái file để chúng ta chạy lần đầu tiên. Đấy chưa? Thì file chạy lần đầu tiên là những cái file chứa đoạn code main. Có một cái hàm main đây này. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Nó có một cái hàm main này. Đấy. Thì nó sẽ chạy vào cái class nào? Đây gọi là class này. Đấy chưa? Class. Thì chúng ta chưa học hướng đối tượng, chúng ta chưa hiểu nó là gì thì chúng ta cứ nhớ nó sẽ chạy vào program. Đấy chưa? Vào hàm static main này. Đấy, thì chúng ta có thể viết gì trong này? Thì anh có thể viết một cái bài hello world ở đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dòng lệnh giống như cái lệnh cout trong C cộng cộng vậy. Chứ chúng ta sẽ có lệnh là console. Thì anh hay đọc là con số lẻ đấy. Chấm write. Anh viết thêm một dòng này, write. Thế là đây là sử dụng hàm nhá. Đây là một hàm đấy chưa? Hàm này có tham số là gì thì chúng ta sẽ điền cái giá trị đây, nó có một tham số thôi. Các em điền ví dụ là hello. Đấy chưa? Đấy là chúng ta có thể chạy rồi. Đấy là chúng ta đã viết thử vào một dòng lệnh trong vòng main. Trong cái hàm main này. Bây giờ quá trình chạy thì chúng ta sẽ chạy thế nào? Các em sẽ để ý lên cái thanh công cụ như này. Để ý lên thanh công cụ như này. Đây là thanh công cụ này. Đây là menu này. Trong menu đấy có rất nhiều cái menu con. Bây giờ chúng ta sẽ phải học dần. Đấy, rất nhiều cái menu con. Chúng ta sẽ không học luôn một cái được đâu. Chúng ta sẽ học dần. Và anh sẽ chỉ theo từng bài chúng ta sẽ thêm dần nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ xem vào cái thanh công cụ này. Đây là gọi là thanh công cụ này. Thì nó sẽ có một cái chỗ gọi là để chạy, nó gọi là start. Start. Thì F1 em nhấn ở đây, start này. Để cho nó chạy. Máy anh đang chạy tương đối nhiều thứ nên nó hơi chậm đấy. Lần đầu tiên nó hơi chậm. Tí nó build xong nó sẽ chạy rất nhanh. Đấy, nó chạy xong rồi đấy. Các em không kịp nhìn thấy nó gì đúng không nhỉ? Cười rồi, chán thế. Suốt ngày khoan. Để mà nó dừng lại, để chúng ta xem được thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh là console. Ta đợi tí nhá, hết cái khoản chúng ta sẽ học tiếp. Rồi chúng ta tiếp tục này, để muốn dừng lại để chúng ta xem được cái màn hình ấy thì chúng ta sẽ thêm một cái lệnh là console. Console chấm read line hoặc read key cũng được, em có thể sử dụng hai lệnh nhá, hai cái hàm này đấy, read line hoặc read key cũng được, anh read key đi đấy. Khi ấn một cái key nào đấy thì chúng ta ấn bàn phím ấy, ấn bàn phím, ấn một nút nào đấy thì chúng ta sẽ chạy tiếp, còn nó sẽ không, nó dừng lại thì chúng ta có thể là xem đấy, anh chạy lại này, ấn start này. Đấy, chúng ta đã chạy được chữ hello world rồi nhỉ, chạy được chữ hello world rồi. Đấy, quá trình chạy chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta nhấn vào nút start. Thì
Thì nhấn vào Start này thì chúng ta sẽ chạy theo cái chế độ là Debug. Debug có nghĩa là chúng ta đi theo dõi từng dòng lệnh một nó chạy như thế nào. Các em có thể tích vào góc này. Đây, có thể tích vào góc này. Đây là những cái điểm dừng của chương trình mà chúng ta khi mà chúng ta chạy theo dạng Debug nhá. Thì nó sẽ dừng lại vào cái đoạn code cho chúng ta. Như đấy anh, thì chương trình nó đã dừng ở đây rồi. Nó đã dừng ở đây thì chúng ta có thể là chạy để xem là nó chạy như thế nào. Thì em có thể ấn vào cái nút ở đây là step over. Chúng ta qua từng lệnh một. Đây, chúng ta nhấn đây này. Đấy, thì nó sẽ qua lệnh tiếp theo. Qua lệnh tiếp theo. Thì em nhìn thấy là ở đây nó sẽ có nút phím tắt là F10. F10. Còn nếu mà muốn vào xem từng hàm một trong cái hàm này nó chạy cái gì thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút F11 là into, đúng nhỉ? Step into vào cái bước đấy. Thì anh sẽ nhấn vào xem là cái hàm read key này nó chạy thế nào. Chúng ta nhấn đây. Đấy, thì đây nó là cái thư viện nó đóng rồi, chúng ta sẽ không thể xem được nhá. Khi mà chúng ta tự viết thì chúng ta sẽ thể xem được. Ở đây là cái thư viện. Có một cách thứ hai để chạy rồi không có dạng debug. Debug là chúng ta đi theo dõi từng dòng lệnh này thì nó sẽ chạy sẽ nặng hơn. Còn nếu chúng ta chạy bình thường mà chúng ta không theo dạng debug thì chúng ta có thể là ấn dạng without debug. Thì các em nhấn vào debug này. Được chưa? Chúng ta chọn cái phần là start without debug hoặc là ấn Ctrl F5. Cái phím start này sẽ là F5. Được chưa? F5. Anh ấn F5 này. F5 này. Thì nó chạy theo dạng debug, được chưa? Còn nếu chúng ta ấn Ctrl F5 thì nó sẽ không dạng debug. Đây, các em nhìn thấy nó sẽ không có gì ở đây. Nút này nó không có nói gì nhỉ? Không thay đổi gì. Còn nếu mà chạy debug thì nó sẽ có cái nút đỏ đỏ ở đây để chúng ta có thể dừng này. Đây này. Đấy, stop này. Stop break này. Break có nghĩa là vượt qua những cái điểm neo của chúng ta, điểm theo dõi của chúng ta. Đấy, anh vừa hướng dẫn các em về một cái thư mục, một cái cửa sổ là Solution Explorer. Các em nhớ nó từng cái quy định như vậy. Đấy nha, có những cái quy định về thư mục Solution này, đến Project này, xong đến thư mục này, xong đến file này. Thì các em phải nhớ như vậy. Các em có thể theo dõi nó ở ngoài. Các em có thể phải chuột vào Project và các ta có thể là tìm cái open folder này. Open folder. Các em sẽ nhìn thấy cái folder của nó. Đây nha, cái bài 1 Hello World này. Cả cái lớn này chính là cái solution. Trong solution thì nó sẽ có những cái project. Đây là project. Hai project. Còn đây là cái file để quản lý solution. Các em sẽ nhìn thấy là cái đuôi của nó là .sln, viết tắt của chữ solution. Còn project chúng ta sẽ có hai cái thư mục. Mỗi thư mục là chứa một project. Bin này, OBJ này. Thì nó chính là hai cái thư mục mà để khi chúng ta chạy ấy, thì nó sẽ đưa ra những cái file thư viện cho chúng ta. Đây. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ khi mà chạy nó sẽ có cái thư viện cần thiết. Đấy chưa? Nó chính ở đây. Các em có thể là gửi cái file này cho một máy tính khác và máy tính khác có thể chạy được. Đấy chưa? Nó chính là file EXE. Nó chính là một cái phần mềm đấy. Chúng ta gọi nó là phần mềm đấy. Đây, EXE này, đúng không? Chạy không cần code gì cả. Các em tắt cái chương trình Visual đi nó cũng vẫn thể chạy được. Và OBJ này nó cũng gồm những thành phần liên quan để chúng ta có thể là build ra được cái EXE. Thì chúng ta sẽ không cần quan tâm này và chúng ta cũng không được xóa nhé. Xóa mà khi nào chúng ta cần thiết thôi. Bây giờ xóa đây đi thì các em phải build lại thì nó mới có này. Anh xóa đi nhé. Thì chúng ta sẽ build lại. Build thì chúng ta chỉ cần là ấn debug này, ấn build này. Build là xây dựng đúng không nhỉ? Build là xây dựng một cái chương trình. Thì chúng ta ấn build này. Debug là chạy nhá. Build là chúng ta sẽ tạo ra một cái chương trình. Nhưng là chúng ta không chạy chương trình đấy thì gọi là build. Build xong thì các em quay lại
cái thư mục. Thì các em lại nhìn thấy cái thư mục bin và cái obj nó lại xuất hiện. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ không cần quan tâm hai thư mục này lắm. Chứ chỉ lúc nào chúng ta xóa đi và chúng ta làm lại nó đưa lỗi thì chúng ta mới xử lý lỗi thì chúng ta mới xóa thôi. Còn chúng ta cứ để nguyên. Tiếp theo là cái thư mục property. Đây là cái thư mục của chứa những cái file cài đặt này. Thì đây nó cũng có một cái file code. À, nó có một file code. Thì chúng ta sẽ có thể là mở cái file code này xem là nó có những cái gì. Thì đây là toàn những cái liên quan đến thiết lập thôi. Đấy là thiết lập. Đây, toàn những thiết lập. Nó chính là nằm ở trong này. Đấy là nó sẽ nằm ở trong phần property này. Ở đây nhìn nó là tự property, không dạng thư mục cũng nhờ. Nhưng mà ở ngoài nó sẽ là thư mục nhé. Đấy là ngoài thư mục này. Thì các em có thể là một là có thể phải chuột vào đây, nhấn property để chúng ta có một cửa sổ property dưới này. Đây. Các em có thể là kéo cái cửa sổ này gắn vào đâu cũng được. Thì anh muốn gắn nó vào đây chẳng hạn. Đấy, thì em có thể gắn đây để có thể là có một cửa sổ lớn hơn. Ở project nó cũng có property nhá. Đây, đây có property của project. Thì cái phần này thì nó cũng rất nhiều thứ, anh hướng dẫn thì các em cũng không thể biết hết được đâu. Sau này chúng dần dần thì có thời gian anh sẽ mỗi bài anh sẽ cho thêm một chút vào thì chúng ta có thể là thiết lập được. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc chúng ta tạo ra một cái file này thôi. Đấy nhỉ, một cái project. Và viết trong program được hai dòng lệnh này giúp anh và chạy được cái chương trình này. Chúng ta sử dụng quen cái dạng build này. Build này. Đấy chưa? Và lệnh start này. Cái việc build của chúng ta sẽ có cái phần lỗi nó xảy ra. Ví dụ chúng ta code lỗi ở đây chẳng hạn. Thì cái visual nó rất là mạnh. Khi mà các em code lỗi thì nó sẽ bôi đỏ luôn. Đấy chưa? Các em biết bôi đỏ luôn. Màu sắc các thứ rất cụ thể. Đây, và khi các em build nhá. Build này. Các em có thể nhấn là Ctrl Shift B. Nhấn giữ Ctrl và nhấn phím B để nó build. Thì các em sẽ nhìn thấy báo lỗi ở đây. Dạ, một lỗi này. Thì các em phải vào phần output này để nhìn cái lỗi đấy. Dạ, nó có một cửa sổ output. Và cửa sổ lỗi thì các em có thể là vào phần Windows này, mở cái cửa à, vào phần Windows này và mở cái cửa sổ lỗi lên. Anh sẽ tìm cái phần view này, vào phần view nhá. Các em sẽ mở cửa sổ lỗi lên. Nó sẽ là error, thấy chưa? Error này. Đấy, thì nó sẽ có chúng ta cái cửa sổ lỗi. Này. Thì nó sẽ báo cái lỗi rất cụ thể, thấy chưa? Cái console này nó không tồn tại trong cái thư viện gì cả, thấy chưa? Đấy, thì chúng ta cái kích đây nó sẽ trỏ lên luôn lên cái chỗ mà chúng ta bị lỗi. Và chúng ta sửa lại là được. Đấy, sửa lại nó cũng sẽ tự bất động mất luôn. Thì cái tool nó rất là mạnh. Anh build lại thử này. Đấy, thế là chúng ta hết lỗi này. Cái cửa sổ mà báo lỗi này, error này, thì em có thể gắn nó vào nhá. Đấy, các em tích ở đây này. Tích vào cái ghim này này. Đấy nhá, bỏ ghim đi thì nó sẽ ghim xuống bên dưới này. Đấy, các em có thể kéo này. Thoải mái kéo góc nào cũng được, có thể là để cái báo lỗi sang bên này. Đấy chưa? Anh hay để dưới này. Đấy, hay để dưới này cùng với cái output. Đây, nó sẽ cùng cái output này, các em có thể là chuyển đổi giữa hai cái cửa sổ này. Cái solution nên để bên này. Đấy chưa? Còn những cái cửa sổ này các em có thể không dùng đến thì các em thể đóng nó đi, đấy chưa? Đóng nó đi. Để chúng ta nhẹ hơn cái chương trình chạy nó sẽ nhẹ hơn và đỡ rối mắt hơn. À, rồi vào hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Thì bài tập buổi này là chúng ta sẽ đi cài đặt phần mềm và chúng ta sẽ đi tạo cho anh cái chương trình đầu tiên theo dạng là console application hoặc là console app dùng là .NET Framework. À, buổi sau chúng ta sẽ đi cụ thể hơn về cái hướng đối tượng và chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là cái class này nó như thế nào. Viết dạng nameplate nó là cái gì, class nó là cái gì.
hàm viết static các thứ nó là cái gì thì chúng ta sẽ học vào buổi sau.